được không? Dạ, rất là được rồi. Tính lên đây hả gì, cứ lên tự nhiên đi em, cứ lên chơi đi, bình thường à. Hả? Bốn đứa em chụp hình với cô hả? Lên đây chụp luôn nè. Chụp luôn xong đi rồi quay. Lên đây nè, ok chụp, chụp luôn đi em. Vui mà. Lên chụp luôn đây nè, vui lắm. Chụp cảnh này sáng. Cứ lên đây đi là chụp luôn. Là đi có bốn bạn hả? Đi thẳng qua luôn, thẳng qua luôn. Không, đâu có xa đâu, đâu có xa đâu. Ngại hả? Ngại là cô đưa lên YouTube luôn đó. Chú mẹ đi chơi đó cô ơi. Chú mẹ đi chơi. Chú mẹ đi chơi vậy để cô gửi cho mẹ. Cô gửi cho em được rồi. Rồi ai chụp, ai chụp? Con tính xin chú chụp giùm. À vậy hả? Ừ. Mình muốn thu phụ nữ không phải không? Dạ. Phụ nữ không thì nói phụ nữ. Lên Quỳnh. Quỳnh. Lên luôn đi cho vui. Đi cùng nhóm thì chụp cho đủ hết. Đi đứng đây nè. Bên để có gì bị gậy, bị gậy chung cho vui. Anh Quỳnh đứng trên cao đi. Ôi trời. Anh lóc luôn nữa hả? Trình lên Kim Hân Vlog coi có bị cô đưa lên không hen. Tên gì vậy cô? Kim Hân Vlog. Trình trình cái ha. Tiêu rồi. Kim Hân mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog. Hôm nay Kim Hân sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một bài ca cổ hiện đại, đó là bài Tình Vỡ với tiếng đàn guitar của
sống nghèo nàn, nhưng chúng mình hạnh phúc. Hai đứa con chào đời thêm kết chặt vô thế, nhưng khổ đau nhiều tôi mới chợt nhận ra, anh không đem lại cho tôi cuộc đời sung sướng. Tôi một mình phải gánh nặng lo toan, lỡ tuổi nó bệnh đau thì lấy gì giải hết video của Kim Hân. Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.